Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em lên 5 cây vít gập của hãng Panasonic cho anh em. Nó sử dụng 7/2 và combo này có một máy, một pin, một sạc. Thì giá của nó là 1,5 triệu một máy, một pin, một sạc nha anh em. Tùy theo anh em lựa chọn màu nào, và em có hai màu đen, hai màu đỏ và một màu trắng. Thì nó có hai mã. Hàng này là hàng Nhật về, hàng Nhật nội địa Nhật nha anh em, lưu hành nội địa Nhật. Thì nó sử dụng 7/2, thì cái sạc 7/2 và cái pin 7/2 nó tầm khoảng 1,5 triệu, mắc quá, thành ra là mình phải buộc phải nhờ anh em đóng pin để cho cái giá thành nó thấp xuống. Và 1,5 triệu một cây, bao gồm mấy pin sạc. Và hàng này là chưa qua sử dụng ở bên Nhật, chưa qua sử dụng ha anh em ha, còn mới kem. Rồi, cái vít này mã của nó là 7EZ7521, đầu đóng này, đầu đóng là 7521 và đầu cấp trượt là 7EZ7521 7421 nha anh em. Đây là 7521. Cái này phù hợp cho những anh em mà làm thợ điện tử, làm thợ điện, làm máy giặt, dàn áo xe, rồi mở máy tính, rồi máy photocopy các kiểu, và xe hơi cũng được. Ok, thì nó là full chức năng, bao gồm có máy pin sạc ha, và nó có đèn luôn anh em ha. Một cái đèn sáng ở trước này, hai cái đèn này. Nó có ba cái, một này, hai và ba cái mode điều chỉnh đèn. Đấy. Ok, thì em có cặp này là vừa nó là điều chỉnh cấp trượt, và cặp này là đóng, cặp này cũng vậy, và cặp này chỉ cái này chỉ có đóng thôi. Ok, Panasonic thì nó quá nổi tiếng rồi ha anh em ha. Rồi mình test cho anh em xem cái full chức năng của nó. Đây là cấp độ nhanh chậm, và nó thẳng luôn ha, thẳng luôn, gập nhanh chậm. Ok, và cái này nó khóa này, khóa này không có bấm cò được, và mở khóa này đây, nó khá là đẹp ha, điều chỉnh cò luôn nha anh em ha. Rồi cấp độ này, cấp độ chậm để cho anh em mở điện tử này. Rồi thay vì anh em dày cầm cò ha, rồi điều chỉnh cấp độ, rồi mình tiếp theo ha, mình tắt cái đèn để đỡ hao pin. Tiếp theo thì cái này đầu đóng ha, đầu đóng thì cũng rất là tiện lợi, và cái được cái là đều điều chỉnh cò nó khá là ổn định. Đầu đóng thì nó không có điều chỉnh cấp độ ở trên này. Rồi tiếp đến là cái màu đỏ đi anh em ha, thẳng, con nào cũng là gập được hết.
khóa lại không mở được ha. Khóa lại là không có bấm được này. Rồi, tiếp đến còn một tránh ha. Ok, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì anh em thấy hay nhớ like cho em Tùng một like và 1,5 triệu một máy, một pin, một sạc. Những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 1